một người đàn ông và hai người phụ nữ sống sót trong thế giới hoang dã. Không được mặc quần áo, không được mang theo thức ăn và nước uống. Sinh tồn trong 21 ngày, bạn có thể nhận được phần thưởng 100.000 đô la Mỹ. Bạn đã thấy, người hùng của thử thách này là Adam, 25 tuổi. Tôi được biết rằng lần này tôi sẽ sống sót trong vùng hoang dã cùng với hai cô gái trẻ. Anh ấy đã tập thể dục ở nhà trong 2 tháng. Thí sinh nữ số 1 là Sarah, 23 tuổi. Không chỉ có người đẹp mà dáng cũng rất mờ lem. Để thích nghi với cuộc sống trong rừng trước, cô sống sót một mình trên đảo hoang trong 6 ngày trước khi khởi hành. Thí sinh nữ thứ 2 là một nàng béo 30 tuổi. Cô ấy là một huấn luyện viên sinh tồn nghiêm túc, thành thạo các kỹ năng sinh tồn khác nhau. Thử thách này vẫn chưa bắt đầu. Cô béo buông lời tuyên bố, chưa kể 21 ngày, thậm chí một năm cũng không sao. Địa điểm thử thách của bộ ba được đặt trong rừng rậm Amazon. Môi trường khắc nghiệt ở đây nổi tiếng khắp thế giới. Có cá piranha và rắn đuôi chuông trong nước, báo đốm trên đất liền. Ở đây con người ở dưới cùng của chuỗi thức ăn. Đó chắc chắn là một thử thách lớn đối với ba người này. Trong một bụi cây, ba người gặp nhau lần đầu tiên. Rõ ràng hai nữ tuyển thủ còn có chút miễn cưỡng. Nhưng lúc này Adam đã phá lên cười, rất hài lòng với hai đối tác nữ này. Sau đó lấy bản đồ ra và nghiên cứu nó trong nửa giờ. Cả ba quyết định tìm một nơi an toàn để dựng lều trú ẩn trước. Không lâu sau khi chúng tôi rời đi, cô béo nhặt được con ốc to. Tôi không mong đợi rằng protein sẽ được chuyển đến dạ dày của tôi ngay từ đầu. Cái này thật sự rất tốt. Sau đó, một thác nước khác đã được tìm thấy. Vấn đề nước cũng được giải quyết. Họ quyết định đặt trại căn cứ của họ gần đó. Nhưng thời tiết là không thể đoán trước. Trời bắt đầu mưa nặng hạt mà không nói lời chào. Điều này khiến cả ba lo lắng. Nhưng đối với cuộc sống về đêm, họ phải bất chấp mưa để xây dựng nơi trú ẩn. Bận cả buổi chiều, một túp lều ấm cúng cuối cùng cũng được xây dựng. Và bây giờ trời đã tối, nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm. Không quần áo, không chăn, ba người chỉ có thể ôm nhau trên võng qua đêm lạnh giá. Một người đàn ông và hai phụ nữ phải sống sót trong tự nhiên trong 21 ngày. Sáng hôm sau, Adam nói đêm qua trằn trọc không ngủ được. Vì trời quá lạnh, anh đề nghị đốt lửa hôm nay. Rồi tôi cùng cô béo đi kiếm củi khô. Nhưng vì trời mới mưa hôm qua, cả hai đã bận rộn gần như cả ngày. Nó cũng không giải quyết được vấn đề về lửa. Lúc này, Sarah bắt đầu tập yoga bên cạnh. Cô ấy nghĩ rằng điều quan trọng là giữ một thái độ tốt. Cô ấy thấy như thế này không liên quan gì đến cô ấy. Cô gái béo rất khó chịu. Tôi và Adam đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ấy đang tập yoga nhàn nhã. Sarah nghĩ về nó sau đó và cảm thấy rằng những gì cô ấy đã làm là sai. Tôi đi hái mía cho hai người. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy có thức ăn. Nhặt cây mía hớp vài ngụm lớn. Cô gái béo không nên ăn món này. Cô nói với Sarah, không muốn chơi thì quay lại. Adam và tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Màn đêm buông xuống, 7 gì 8 gì mũi bay vo ve, đặc biệt nhìn chằm chằm vào cô gái béo để cắn. Cô không thể ngủ cả đêm. Adam và Sarah ở bên ngủ như lợn. Cô gái béo nghĩ rằng đó là không công bằng. Thức dậy sớm vào buổi sáng để phàn nàn. Adam tỉnh dậy và thấy cô đang bật khóc. Lúc này Sarah vẫn đang mơ màng trên giường. Cô gái béo thậm chí còn tức giận hơn. Chẳng qua là vì 100.000 đô la mà thôi. Tôi không quan tâm đến anh và Sarah. Anh ở đây để thử thách hay để hẹn hò? Adam cảm thấy rất xấu hổ về lời nói của cô béo. Anh quyết tâm thay đổi. Từ bây giờ, hãy tập trung vào thử thách. Giành được 100.000 đô la là mục tiêu của anh ấy. Cả ba quyết định chia quân làm hai lộ. Sarah đi tìm thức ăn. Adam và cô béo ở lại trại để xây dựng lại một phòng ngủ lớn cho ba người. Mặc dù sống trong một biệt thự mới, nhưng vẫn không chịu được sự quấy nhiễu của lũ muỗi trong rừng. Chỉ vài ngày, toàn thân Adam đầy vết muỗi đốt. Anh cảm thấy ngứa. Tôi không thể chịu đựng được cho đến khi kết thúc. Anh chỉ có thể gọi cho đội ngũ y tế của nhóm chương trình. Mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ. Adam được yêu cầu đến bệnh viện ngay lập tức. Kết quả là Adam không thể chịu đựng được vào ngày thứ 10 và buộc phải rút lui. Sự ra đi của đồng đội khiến Sarah và cô béo rất buồn vì mất đi trụ cột dựa mỗi tối. Suy nghĩ về việc tự mình tìm kiếm thức ăn, cả hai đều thấy tồi tệ. Màn đêm buông xuống, vì không có lửa, họ chỉ có thể trốn trong hầm trú ẩn sớm, dựa vào nhau ôm nhau cho ấm. Lúc này, một đàn báo hoa mai đến gần trại. Cả hai chợt run lên, nghĩ có Adam ở đó thì tuyệt. Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, họ vẫn chưa phục hồi. Không thể tin rằng đêm qua chúng ta đã cận kề cái chết. Chớp mắt đã đến ngày thứ 15, thiếu đạm lâu ngày. Hai người họ đã chóng mặt vì đói. Sarah chỉ đơn giản là nằm trên mặt đất và phơi nắng. Nó được cho là để hấp thụ nhiệt thông qua quang hợp. Cô gái béo nghĩ rằng đó là tất cả những điều nhảm nhí. Cô quyết định làm một cái lồng đánh cá. Thật bất ngờ, cuối cùng cô chẳng được gì, thực sự không di chuyển. Cả hai chỉ biết bắt kiến trên cây để ăn và ăn nó trực tiếp trong miệng. Đây là nguồn protein duy nhất của họ trong một thời gian. Nó kéo dài đến ngày 20. Cuối cùng cả hai cũng thắp được ngọn lửa. Sarah chỉ cười đắc thắng. Thật bất ngờ, tôi sẽ khóc trong giây lát. Trời mưa bất chợt, trực tiếp dập tắt ngọn lửa mà họ đã dày công gây dựng. Hai người thất vọng, nằm trên giường và không muốn làm bất cứ điều gì. Dù sao thì chỉ còn một ngày. Sáng ngày 21, Sarah và cô béo đã cố gắng hết sức để đóng một chiếc thuyền nhỏ. Bây giờ chỉ cần trèo nó đến điểm khai thác để hoàn thành thử thách. Lúc này, những con cá sấu dưới nước đang di chuyển theo. May mắn thay, tàu Titanic đã đến kịp thời để đón họ.
vừa trốn thoát. Bây giờ họ có 100.000 đô la để ăn chơi nhảy múa,